Chỉ còn ít ngày nữa là chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. So với kỳ thi năm trước, kỳ thi năm nay được đẩy sớm hơn và diễn ra trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, đến nay ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng ôn tập, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho kỳ thi. Giống như nhiều học sinh cuối cấp, em Trần Văn Chí, học sinh lớp 12A9 trường Trung học phổ thông Gia Viễn B cũng đang tập trung ôn luyện để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thực sự tự tin với kiến thức của mình, nên em đang cố gắng trau dồi và bù đắp những kiến thức còn thiếu. Trong thời điểm này thì bọn em cũng đang cố gắng để học tập. Các thầy cô giáo thì đang rất là giúp chúng em để cố gắng ôn thi tốt nghiệp. Mặc dù thời tiết rất là nóng nắng, nhưng mà chúng em vẫn quyết tâm học tập để đạt được cái mục đích của mình. Năm học này, trường Trung học phổ thông Gia Viễn B có 422 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong quá trình giảng dạy, các thầy cô luôn giúp học sinh xác định rõ phải đảm bảo kiến thức bậc trung học phổ thông. Vì thế nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phân loại học sinh theo từng nhóm để có kế hoạch và nội dung ôn tập phù hợp. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã tổ chức 3 lần thi thử cho học sinh. Qua kết quả thi thử, đã chỉ đạo các nhóm chuyên môn tiếp tục tìm giải pháp để nâng cao chất lượng kết quả ôn thi, hướng dẫn học sinh khắc phục những lỗ hổng về kiến thức, kỹ năng làm bài. Hiện tại thì chúng tôi đang ôn tập ở giai đoạn số 2 để hướng đến là cái đích cuối cùng, đó là đáp ứng được cái yêu cầu của cái kỳ thi này. Thì cô trò thì cũng đứng trước nhiều những cái đòi hỏi, rồi cũng có những cái áp lực, nhưng mà vượt lên tất cả thì cô trò cũng cố gắng để mà ôn tập để có kiến thức cho các em, để các em dự thi kỳ thi đạt kết quả tốt. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 11.147 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở 24 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông công lập. Ngoài việc tập trung ôn tập cho các em, các thầy cô giáo đã kịp thời hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, rà soát kỹ các thông tin nhằm hạn chế sai sót, đặc biệt lưu ý về những điểm mới của kỳ thi năm nay, như thí sinh chỉ được phép mang các vật dụng phục vụ làm bài thi theo quy định, không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Giúp các em định hình được quy chế thi và tập trung ôn tập, củng cố kiến thức còn hỏng, vững vàng trước khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Đến thời điểm này thì bọn em đã xong được mức là đăng ký dự thi tốt nghiệp của Trung học phổ thông quốc gia. Năm nay thì việc đăng ký thì đã được thuận lợi hơn rất nhiều, là chúng em đã được đăng ký dự thi bằng phương pháp là trực tuyến, cũng rất là thuận lợi. Quan trọng nhất thì là chúng em cần phải là điền rõ thông tin và rà soát lại cho thật kỹ thông tin để tránh sai sót. Có thể nói với công tác định hướng hướng nghiệp của nhà trường ngay từ ban đầu thì đến thời điểm hiện tại đa số các em đã xác định rõ ràng mục tiêu, động cơ phấn đấu cụ thể của mình. Nếu như xét về cái năng lực hiện tại đối sánh với những năm trước thì theo riêng cá nhân nhìn nhận quan điểm của tôi thì các em năm nay có một cái sự cố gắng nỗ lực rất là lớn và thể hiện rõ qua những kỳ thi thử đề của nhà trường và đề của sở ra. Thì tôi nhận thấy rằng là năm nay khả quan các em sẽ đạt được kết quả cao hơn so với những năm trước. Việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đặc biệt là nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12, giúp các em có tâm lý, tinh thần thoải mái là tiền đề quan trọng để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất.